Xin chào tất cả các anh chị nha. Đây là một chiếc dàn Propel 2D. Thì bên em đang bọc kỹ lại, đóng gói lại để chuẩn bị bàn giao về khu vực Bạc Liêu cho một vị khách hàng của chúng ta. Đấy. Thì rất là cảm ơn vị khách của chúng ta đã ủng hộ tâm đức một chiếc dàn Propel 2D các anh ạ. Đấy. Thì sau khi kiểm tra sơ bộ á, thì nói chung hàng mới về thì cũng phải lôi ra kiểm tra sơ bộ xong rồi đóng gói thêm nữa. Đấy, chứ không là nếu mà để như này á, thì cái lúc mà mình giao đi bưu điện á, các anh chị, thì nó rất là nguy hiểm các anh chị nha. Tại vì sợ người ta dằn thùng lên á, sợ nó trầy, nó đủ thứ chuyện tùm lum tà la, cho nên là hàng á, thì phải đóng cực kỳ kỹ. Đấy, rồi khi mà về tới nơi á, mình phải xách ra mình kiểm tra xong mình đóng lại theo cái cách của mình á. Chứ còn mà để theo nhà sản xuất thì nó phải đi cùng hàng xe đạp cơ, cùng cong, cùng xe tải của xe đạp á, thì nó mới an toàn. Còn nếu mà để đóng gửi bưu điện thì cực kỳ kém an toàn các anh chị nhé. Phải đóng lại theo cái nghề của mình, cái cách của mình để mình bảo đảm an toàn cho toàn bộ cái sản phẩm mà khách hàng đã đặt các anh chị ạ. Đấy, thì một chiếc dàn Propel là như này, là đóng gói như này nè, kỹ nó hơi xấu một chút xíu nhưng mà như này nó mới an toàn được các anh chị nhé. Đấy, chứ còn để thùng bình thường là không ổn lắm đâu. Còn thùng cũng phải đóng mấy lớp, thùng cũng phải đóng mấy lớp như này, hai ba lớp đấy, hai ba lớp như này đó, thì may ra mới chống chịu được mấy cái ông bưu điện ông ném lên ném xuống ấy đó, đại loại nó thế. Thì con Propel này á, là nó có cái gì các anh chị? Thứ nhất là cái vỏ nè, vỏ của Giant Gavia Tubeless. Cái thứ hai là cái Brook Shimano 105. Đấy, Brook Shimano 105 thắng đĩa anh chị nha. Thì đối với dòng này á, nếu mà là xài á, thì đạp vừa thì rất là ok, rất là ổn áp. Đấy, thì mà sau này mình đạp đã rồi á, mà muốn nâng cấp lên á, thì chỉ cần nâng cấp lên cái cặp vành này thôi. Đó, chỉ cần nâng cấp lên cái cặp vành này. Cặp vành này, bản vành này nó nguyên zin của nó là nó hơi thấp một chút xíu, tại vì chi phí chừng này thì nó tầm đấy thôi anh chị. Mình đầu tư lên một cặp vành cũng tầm vài chục triệu là đảm bảo là hết nước chấm luôn, đó, bao ngon luôn đó. Còn cái màu sơn của Propel thì thực ra là không chê được tí nào, đẹp đẹp dã man luôn anh chị, đẹp cực kỳ đẹp luôn đấy. Màu sơn màu đỏ này đi thì cực kỳ nổi nữa, sang là size S anh chị ạ, rất đẹp, cực kỳ đẹp anh nhá. Nguyên con xe nha, thì rất là cảm ơn vị khách của chúng ta ở khu vực Bạc Liêu đã ủng hộ tâm đức một chiếc xe như thế này. Đó, sau này mà khách có nâng cấp lên thì nhớ alo ủng hộ tâm đức tiếp anh chị nha. Em quay bên ngoài xíu đó, như này là quá tuyệt vời rồi. Phải đóng rất kỹ như này đó, thì nó mới an toàn được anh chị ạ. Này, mút của nó nè, xong mình phải lấy dây quấn mình quấn lại này, bọc thêm một lớp ở ngoài này. Đó, bọc này cái đông này nè, thì cái đông dấu dây đó, đáp lên. Thì trong quá trình khách hà về mà ráp mà ấy thì liên hệ với bên Tâm Đức, nếu mà gặp khó khăn thì khách cứ liên hệ đó. Đây là giò dĩa của 105 này đó, anh chị nhá. Rồi em làm cái video sơ bộ chút xíu như thế thôi. Đấy, đây là phụ kiện phụ tùng khách đầu tư thêm đó, phụ kiện phụ tùng khách đầu tư thêm đó. Ok anh chị nhá, cảm ơn anh và hẹn gặp lại mọi người những video sau ạ.